Quý vị, đây là bác sĩ Toản. Xin bác sĩ có thể đại diện cho tổ hợp Family Choice biết cho biết thêm về cái chương trình cuộc họp mặt ngày hôm nay, thưa bác sĩ. Vâng, thưa anh, kính thưa khán giả, chúng tôi rất cảm ơn đài cho tôi cơ hội trình bày quý vị cùng một buổi lý do của buổi họp hôm nay là trước. Hôm nay chúng tôi mời những bệnh nhân cao niên ở trong dạng medi mà đang đi tự do và tự lo. Thì cái chương trình này là một chương trình mới mà Family Choice ACO là một cái chương trình mới nhất của chính phủ liên bang CMS Center of Medical Service ở trong quận Cam, mà do các bác sĩ điều hợp. Trong quá khứ đó, thì những người đang đi tự do tự lo đó thì các bác sĩ không nói chuyện với nhau, mà mạnh ai nấy thấy lo chứ không ai mà nói chuyện với nhau về bệnh nhân đấy. Bệnh nhân có thể đi nhiều bác sĩ và có thể vô, vì vậy nên hay vô phòng cấp cứu nhiều lắm, là tại vì sau giờ làm việc không bác sĩ nào trả lời hết. Yon, ok, cái chương trình này đó, bệnh nhân họ chọn lựa, họ quyết định họ đi tự do tự lo rồi, nhưng mà chương trình làm cho họ bớt lo. How? Chương trình này khuyến khích các bác sĩ tự nguyện làm việc với nhau, tự nguyện liên kết với nhau vào trong một cái chương trình gọi là ACO, Accountable Care Organization. Thì các bác, mỗi lần là bệnh nhân vô phòng cấp cứu hay là bệnh nhân vô nhà thương là chúng tôi có dự kiện liền, chúng tôi cho biết, rồi chúng tôi mới gọi bệnh nhân, chúng tôi gọi bác sĩ bảo ok, ông mới vô bệnh viện ngày mai các bác sĩ nha, còn hơn nữa còn bác sĩ bệnh nhân ông nằm trong bệnh viện hôm qua bị họ về rồi, gọi họ tới để mà lo cho. Như vậy là cái dịch vụ nó hoàn hảo hơn, nó chặt chẽ hơn. Và cái thứ hai nữa đó là hiện bây giờ đó, nếu bệnh nhân đi tự do và tự lo đó, mà họ sau giờ làm việc đi, 6-7 giờ chiều làm việc hay đêm nửa đêm gọi ai vậy, đâu có bác sĩ nào đâu lo cho họ được, họ đi đâu, họ vô phòng cấp cứu. Mà đi bác sĩ đó, thì chính phủ trả rất là rẻ, vài chục bạc. Vô nhà phòng cấp cứu đó là người ta không biết bệnh nhân, ta thử nghiệm rất là nhiều, người ta order blood test, được thử máu, được thử nghiệm rất là nhiều. Khi mà ra khỏi phòng cấp cứu là số 1 là bạc ngàn, trong này bạc trăm. Chưa kể bệnh kinh niên mà chở bệnh nên nằm nhà thương bạc chục ngàn hay bạc trăm ngàn. Thế nên cái chương trình này mục đích là các bác sĩ tự nguyện làm việc với nhau, tự viện liên kết với nhau để cho bệnh nhân bệnh có nhiều bệnh kinh niên khỏi chờ bệnh, tiếp tục không phải vô nhà thương, không phải emergency room. Chương trình hoàn toàn mới. Bệnh nhân không có lo gì cả, nhưng mà bác sĩ tự nguyện làm việc với nhau. Thưa bác sĩ, nói cái chuyện mà vô bệnh viện đó thì Phạm Khanh là cũng nhiều khi nghe mấy bác lớn tuổi hay nói đó, bệnh nhiều khi cũng ráng giấu, ráng vượt qua, dứt khoát không vô bệnh viện vì người ta nói là vô là chết. Sao vậy thưa bác sĩ? Ô, tại vì thế này, tại vì nếu mà quý vị mà để cho bệnh nó nặng quá rồi đâu có chữa được nữa. Cái vấn đề tránh là phải vấn đề ngừa nó bị bệnh kinh niên, và nếu mà có bệnh kinh niên thì phải chữa bệnh kinh niên để nó khỏi trở bệnh nặng, phải không? Nhưng bị tiểu đường cao máu là phải chữa cho nó được chuẩn thì mới không phải nó phải trở bệnh. Chứ còn bây giờ mình cứ mình sẽ bị trở bệnh nặng vô nhà thương, mà vô nhà thương thì trễ quá rồi, too late. Quan trọng là ngừa bệnh, và đồng thời nếu bệnh thì phải lo trị bệnh, để phải đi bác sĩ định kỳ, phải chữa bệnh để có bệnh kinh niên mình nó không trở bệnh. Đó là điểm quan trọng. Rồi, nhân tiện gặp bác sĩ luôn thì cũng xin lời khuyên vấn đề sức khỏe, thưa bác sĩ. Đàn ông hay là đàn bà tới cái tuổi nào thì nên đi check, đi kiểm tra về những cái bệnh tật nào, thưa bác sĩ, để phòng ngừa đó mà. Theo tôi đó, bất cứ tuổi nào, từ trẻ em tới người lớn, một năm phải đi khám một lần, gọi là annual check up once a year. Còn nếu quý vị có một hoặc hai bệnh kinh niên trở lên á, là bắt buộc phải ít ra đó là 3 hay 6 tháng gặp bác sĩ một lần. Tại vì bệnh mình á, mình có thay đổi hàng ngày theo thời tiết, theo một tất cả mọi chuyện, phải gặp bác sĩ thường xuyên để cho cái bệnh kinh niên của mình nó được, không có bị trở bệnh nặng. Và cái vấn nạn hiện giờ đó là vấn đề bệnh cancer, ung thư, người ta sợ lắm. Bây giờ đó thì thưa bác sĩ, đối với những người mà đang bệnh mà cũng như những người chưa có bệnh gì hết, phải sống một cái cuộc sống như thế nào để mà đối chọi với những bệnh tật đó, thưa bác sĩ? Cái bệnh ung thư bây giờ là khó chữa, đôi khi là nan không có nan y luôn, không có chữa được nữa. Thế là chuyện nhất hay phải ngừa. Vậy nên
phải ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Là bị ung thư là kể như xong rồi. Bây giờ nếu quý vị hút thuốc lá làm ơn ngừng hút thuốc lá, tại vì sẽ bị ung thư phổi. Ok. Còn quý vị mà cao huyết á, thì là phải cho chữa trị cho nó đừng có cao. Áp huyết nó không có cao. Cao áp huyết thì sẽ bị tai biến động mạch não, bị đứng tim. Nếu mà quý vị ăn uống bừa bãi mà mập phì mà mỡ cao á, cũng bị tai biến động mạch não, bị đứng tim. Thành ra ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Cancer là phải ngừa, phải đi soi ruột hàng thử phân hay là thoa ruột hàng năm để khỏi có bị ung thư ruột già. Mình ngừa hơn là mình chữa bệnh cho đó. Quý vị thấy đó là bác sĩ Trần Quốc Toản trong cái buổi gia tiệc ngày hôm nay gặp gỡ bệnh nhân của Tổ hợp Y tế Family Choice số 21. Để hoàn phong lại buồn vui là tôi lắng nghe từng tình nhân thế qua đây tìm chưa đọng sông mê qua ước mơ. Những người mà lớn tuổi sẽ từ từ già yếu vì sức khỏe, đồng thời vì cái cơ thể nó thay đổi thì nó bị depressed, mình xuống tinh thần. Đồng thời thêm vào đó, đó có những quý vị cao niên mà con không ở đây, con ở tiểu bang khác, phải sống một mình ở trong một cái senior assisted living, thì ra cũng buồn, không có ai cả. Tôi ở cái phòng mạch, tôi ở trung tâm gần những quý vị cả những có 2-3 cái senior assisted living, thì nó nhiều quý vị cao niên lắm. Thì quý vị nó cứ lâu lâu cứ chạy sang bên tôi hỏi hôm nay không có bệnh gì, bác sĩ ơi, muốn gặp bác sĩ nói chuyện cho vui thôi. Thật ra cũng tội, thành ra phải cố gắng nói chuyện với ông với bà. Thành ra đôi khi là con cái thì ở xa, nó lâu mới gặp mình một lần. Quý vị đó không có, đôi khi buồn không có đi bác sĩ, buồn không uống thuốc, buồn không đi thiếu máu. Vì vậy nên những cái chuyện mà tôi tiếp xúc thường xuyên như vậy nó mới thúc đẩy tôi cố gắng kéo cái chương trình này ACO và CCM cho quý vị. Để tôi hiểu là quý vị cao niên đôi khi rất là cô đơn mà không có sự mà chăm sóc thường xuyên. Tổ hợp Y tế Family Choice đã bỏ rất là nhiều tiền mà tự nguyện làm cái chuyện này, kêu gọi các bác sĩ tham gia chương trình này. Chương trình này khi tôi start không có một đồng nào từ chính phủ tới hết, không có một ngân khoản nào hết. Nói để quý vị thông cảm là tụi tôi làm cái chương trình này khởi đầu năm 2018 không có một cent từ chính phủ tới. Cái này là do tất cả các do tổ hợp với Family Choice và các bác sĩ trong tổ hợp tự nguyện bỏ tiền ra, bỏ công bỏ sức ra chạy cái chương trình này một năm từ 2018 đến giờ, được save được một số tiền, bắt đầu mới thấy là có đỡ cái gánh nặng về tài chính. Chứ cái tạo cái chương trình này bạc triệu mà tiền thì không có vô một cent, không có một cent tới ngày trong 2018 chúng tôi start. Và đồng thời các bác sĩ bỏ rất nhiều thì giờ làm chương trình này. Tôi nói như vậy là thế này, là tại vì tôi hiểu quý vị thông cảm. Bác sĩ Ngô Văn Định nói là các vị buồn vì cha mẹ không, vì không được con cái nó chăm sóc một cách như mình mong muốn. Thì tôi muốn trình bày với quý vị là mẹ tôi bà chết cách đây, ở bà 92 tuổi, mất cách đây 20 năm. Thì mỗi một lần bà gặp tôi, bà nói về này, con ơi, nước mắt chảy xuống chứ không chảy lên. Cha mẹ nuôi con đó là công rất là nhiều. Một cha một mẹ nuôi được 5-6-7 con. Một con 5-7 con không nuôi được một mẹ. Đó là công rất là bà mẹ tôi, bà nói thông cảm như vậy thì bà hiểu như vậy. Bà nói là một cha mẹ có nuôi được nhiều con nhưng mà nhiều con không có nuôi nổi xong chắc là một cha mẹ. Thế nên quý vị đừng có buồn, cái chuyện đó là một cái chuyện rất là thông thường trong xã hội chúng ta. Thế nên vì vậy nên các bác sĩ, các nhân viên trong tổ Y tế Family Choice cố gắng bù đắp những cái gì mà quý vị thiếu sót, những cái gì mà con cái quý vị không có giúp quý vị được, chúng tôi cố gắng để hy vọng chúng tôi quý vị hiểu cái việc chúng tôi làm đây là hoàn toàn là do các bác sĩ tự nguyện. Thì tôi xin quý vị cho các bác sĩ có mặt đây một tràng pháo tay, xin cảm ơn quý vị.